Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Trong năm 2023, Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao đạt chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, công tác thông tin phục vụ lãnh đạo ngày càng được chú trọng tính chuyên nghiệp trong các bộ phận công tác ngày càng nâng cao. Đáng chú ý trong đó là đã tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng và 5 năm thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Xây dựng và triển khai bộ chỉ số về cải cách hành chính và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy tại 87 buổi làm việc, kiểm tra thực tế tại các địa phương, đơn vị và hàng chục hội nghị phiên họp. Đánh giá cao những kết quả trong năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, nâng cao hiệu quả thực hiện toàn diện các mặt công tác năm 2024, nhất là tham mưu, tổng hợp theo hướng ngày càng chất lượng, đột phá, tập trung cho nhiệm vụ chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị làm tốt các mặt công tác tài chính lưu trữ phục vụ tăng cường kiểm tra hướng dẫn cấp dưới